Thôi vào đi. Đi. Nó nhanh. À, lên cùng lúc lên, từ từ cái đi rồi. 1 2 3 lên. Lên chết đi. Rồi ok. Đây bà đánh nhá. Ừ ai. Em có bắt đánh đâu. Anh em ác quá. Chắc là trên tầng 2 cẩn thận thôi. Trên tầng 2 cẩn thận. Lên đâu. Lên. Điếu thế đâu. Điếu thế. Nó bắn mất pháp ấy. Trên tưởng tượng không thấy đâu. Nó bắn. Hay. Cho ba giết luôn em ạ. Được. Ra ngay. Hợp lý rồi. Nó chạy sang, bạn nó chạy sang ở ngoài đường này. Rồi. Hai thằng nhá. Nhà Hồng dưới ba cẩn thận nhà đấy nhá. Nhà đấy. Hai thằng đang tiến sang ra. Nó đến ra màu hồng. Ra đẩy ra trên tay ba. Ồ thằng nữa nhá. Thấy một thằng nữa. Bật cái liền. Ê có thằng sau rồi các bạn. Ok. Rồi nó chạy về phía anh nhé. Nó sợ bên ông. Nó định lên chỗ anh đấy. Canh cầu thang. Rồi. Anh chỉ có một mình anh thôi đấy, cẩn thận. Rồi, một thằng nữa lên. Nó lên rồi mà. Một thằng khác. Rồi. Nó dưới tầng 1 hết rồi chưa ai lên. Dạ, bình tĩnh. Không kịp à? Phải nhảy xuống. Con ô tô đến gần đây lắm à? Dọa té, toé cả máu. Đây, chỗ này này, chỗ anh. Nó lên bên kia đỉnh của em bắn được. Không. Đây, cái ô tô đứng đỗ lên cái này này. Ôi đấy. À có một thằng. À chết. Bị thằng khác bắn nhá. Bị thằng khác bắn. Với acvip.com. Nó trên cái nhà hở ấy, trên nhà mà lên mái. Người ta ping dãy rồi ông này, ngáo ngơ đấy. Thấy thì phải biết chứ. À anh không thấy. Xuống bắn xa. Ừ, nhiều vãi chưởng. Lát thật. Ê, có thằng ở bên. Ui, hai cái nhà giống nhau ấy. to, người to. Không, cái nhà giống nhau không dễ thủ ấy. Vẫn đang bắn nhau như này. Trên nhiều anh chị. Anh đang giao tranh rồi. Cái nó kêu rồi. Đấy, một thằng đấy chạy sang này. Cứu em, cứu em. Từ đâu? Ông ơi, tôi vào trong nhà rồi. Anh đang nhìn. Cho nó vào, anh đang nhìn. Em lên nó bắn. Đông thế, ba thằng này, còn thằng nữa. Tú ơi. Hay Tú ơi. Đấy, mày tôi cứu anh em nhé. Không, do thằng kia bắn Tú một nhiều. Không, nó nhà sau ấy. Ông vừa bắn đúng không? Nó bắn. Một thằng này nó ra bắt tôi bắn chết rồi. Còn thằng ở nhà bên bên còn lại, không bên không phải tôi ping. Nó trong nhà. Ở đây là một thằng khác nữa. Đây ra đây. Đây đang lùi rồi. Không ai thấy rồi. Đây. Phía tôi. Hướng nào? Gần tôi này. Thế. Chết. Chó này quỷ bố này. Sang phải chút nữa đường tốt, anh Sơn ạ. Không cần tiến lên đâu, tiến lên chết đấy. Rồi, đứng đây. Bọn này khủng quá thì lại toàn bốc 3 với K98 kìa. Nó bắn mấy thằng này chạy bên kia đường ạ. Từ dí lên nữa ấy, nếu bọn nó đang tập trung về phía kia. Kệ. Xe ngoài vòng đi. Anh tiến lên đi, móc nó đấy, biên bọn nó không để hướng ra sau này đâu. Đấy, đằng sau thằng đá kia anh Sơn. Thằng đá kìa, thằng đá ngay trên đấy, đấy. Bên trái, đấy, thằng đá trước mặt anh đấy. Bên phải. Không thấy hướng 223 bắn à? Hướng N kìa. Đấy. Thằng người chạy đấy. Đúng rồi, thằng đá đấy. Hướng SC. Hướng E. Đúng rồi, thằng đá đấy. Chết hết rồi. 3 thằng chết hết rồi. Ê, nắp đi Mộ Sơn, nắp. Có tiếng. Đầu prison thì phải. Ở trong nhà con thôi. Từ có tiếng xe. Từ bình tĩnh đã. Nó chuyển lên đây thôi. No. Nó sang phải tí rồi. Nó đang hồi máu này. Nó im máu lắm rồi. Lên đi. Đấy, nó lên bắn này. Trái. Hay lắm. Yaiba ở lại à? Không, ở đây vào vòng rồi mà. Tôi ở đây nhìn. Lại một cái xe ô tô đi qua. Úi dồi ôi. Tôi Yaiba bắn đi, Yaiba bắn. Chỗ này được rồi, chỗ này đẹp rồi. Chạy hướng Yaiba. Có. Yaiba. Nó bị bắn này. Đấy ạ. Điên nào luôn này. Giờ có cây, đồ cây kìa. Nó đến này. Đây, nó đến này. Thấy á. Để bọn đồ cây. Ở dưới có thằng nữa. Nó dừng dưới nhá, À không, chưa. Ra lút đồ cây luôn, tú. Từ từ, nhà vàng trước mặt có người nhá, nên là cẩn thận này. Ôi xanh nó dừng ở đây này. Này. Công lên. Nó yếu lắm rồi đấy, Công lên máu công lên. Rồi, chết luôn à. Máu công lên. Để máu đã. Canh gội nhá, thằng trên. Vẫn đang canh phía đây. Nhiều nhiên. Nó vẫn trong bo mà. Nó ngoài bo hết. Mỗi mình trong bo này, mỗi mình gần bo nhất này. Ê, thế này cũng lên, nó đi xuống hai thằng này cũng lên. Rồi. Ê, hai thằng phía tôi. Còn thằng cây nữa đúng không?